Câu chuyện truyền thanh Câu chuyện truyền thanh Kính thưa quý vị và các bạn, rượu bia đứng thứ năm trong số 10 nguyên nhân gây tử vong cao nhất trên toàn cầu và là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh, chấn thương. Rượu bia ảnh hưởng an ninh trật tự, tai nạn bạo hành. Đặc biệt, rượu bia còn là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng Kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, theo Nghị định số 117 trên 2020, có xử phạt hành vi ép người khác uống rượu bia. Nghị định sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Để hiểu về nghị định này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Rượu bất khả ép, ép thì bị phạt của tác giả Kim Mỹ qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Hồ Trải trong giai Tuấn, Kim Cương trong giai Kiều, Minh Hiển trong giai Chú Hai Mừng. Duy Hằng trong vai Cô Ba Vui, quốc sĩ đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thành Kiều đưa bạn trai là Tuấn về ra mắt gia đình. Trong buổi gặp mặt với gia đình Kiều, Tuấn được ba của Kiều đón tiếp nồng hậu. Ngồi đây đi, chú cho phép đó. Tánh chú dễ ợt hà. Vậy mà thiên hạ đồn á, họ nói chú khó khăn quá, nên không ai dám bước tới với con Kiều. Thành ra làm con nhỏ phải ra vào thui thủi tới dạy này đó. Ba biết tại sao mấy anh trong xã không dám bước tới làm quen với con không? Tại sao vậy em? Tại họ sợ vô nhà này rồi họ biến thành con sâu rượu. Ủa? Vậy là sao? Vậy mà anh không hiểu thiệt á hả? Lát nữa thì anh hiểu liền. Chà, má con làm món gì mà thâm phức vậy? Vậy là ba có mồi xịn rồi nha. Kỳ này á má con kiểu bảo mừng lắm đó bả thấy con Kiều từng tuổi này rồi á mà không dẫn ai về nhà. Nay có người về đây cưới nó, bả mừng còn hơn hồi chú đi cưới bà nữa đó. Ba cứ nói vậy hoài, anh Tuấn ảnh đánh giá đó ba. Chú có nói trật đâu hả? À? Ở quê á mà 20 tuổi á, chưa có chồng thì coi như là bị ế rồi. Uống chi em đã 23, nhờ anh đó nha. Cười, Cười đi, rồi một lát á, hối hận. Anh tưởng ba em dễ hả? Lầm rồi, lát nữa ổng ra đề thi là anh cứng họng, khỏi cưới vợ luôn á. Ủa, có vụ ra đề thi nữa hả? Anh mà muốn cưới được em á, thì anh á, phải nhậu với ba em từ sáng tới chiều tới tối tới khuya luôn. Biết bao nhiêu anh rớt cái bịch là vì không uống nổi với ba em. Bởi vậy, không ai dám tới với em là vậy đó. Hả? Sao bây giờ em mới nói? Nói trước, anh đâu có chịu về nhà em. Có thiệt không chú Tiền đâu mà uống dữ vậy Trời Anh không sợ rượu Mà lại lo Không tiền mua rượu uống Nhà chú nấu rượu đó Con khỏi sợ tốn tiền mua bia Con môi thì bao lá Bác gái bày đang nấu nướng rần rần dưới bếp kìa Uống rượu đế hả chú Chứ sao Nhà có rượu đầy luôn Mà lo gì Mình uống bia Đổi câu gì đi chú Ôi Bia lạc lẽo mà ngon lạnh gì bấy ơi Uống bia hoài Dòng hai có chú vự. Má nói về con thấy chú không? Cỡ tuổi này mà dáng ngon lành. Ba ơi, lần này á, bà tha cho anh Tuấn đi ba. Ba mà bắt ảnh nhậu với ba từ sáng tới tối á, chắc còn ở giá thiệt đó ba. Đó, đó, đó. Chưa làm chi á, mà nó lo cho bay rồi. Sao, nhắm nhậu nổi không con? Hay là giống như mấy thằng trước? Ba nhậu chuyên nghiệp mà. Còn anh Tuấn á, là dân đi làm việc, làm sao đấu nổi với ba. Trời, dân đi làm việc có người nhậu quanh liệt luôn như chú chính con đó bà có đấu lại nó đâu nè đây vô ngồi xong đi rễ để nhắc tới rượu là chú chảy nước miếng à giờ rót ra chú với cột uống trước mồi đem lên sau ha ủa sao ninh thinh nãy giờ vậy đừng nói là không biết uống rượu nghe dạ vô nè ba vợ hay có chỉ khí chứ mấy thằng ở xóm này á nó khoái con kiều mà nó tiếp không nổi một chiêu của chú nữa uống mới có một hai xị là nó gục à rồi nó chạy bất dép luôn không dám trở lại đây lần nào nữa đó lại đây á đặng ba ép người ta uống tới ói mật xanh mật đỏ uống rượu á mà không ép sao gọi là uống phải không con con không nghe ba thường nói sao ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên ép rượu mà không uống thì phiền lắm đa vô tiếp đi rể dạ con kính chú một ly cuối cùng cái gì mà cuối cùng, vô nè, mới uống có ăn xị mà nói cuối cùng rồi, vô đi rể Con mà nhậu giỏi, bà vợ gã không con gái cho, khỏi đôi tiền cưới hỏi gì hết, yên tâm đi. Dạ, con không uống nổi nữa rồi, chiều con còn làm việc nữa, làm việc mà mặt đỏ là không được đâu chú. Thì nghỉ một buổi có làm sao đâu, làm việc cả đời mà, vô nè rể Dạ không được, con còn về nhà nữa, uống rượu mà lái xe phạt nặng lắm ơi chú ba đừng có ép ảnh mà để để con uống thế ảnh cho ba à không có vụ đó à nghe con đi chỗ khác chơi nghe để thằng tuấn đó uống với ba nó mà uống không nổi thì đừng có hồng cưới cô gái của ba vậy vậy con rút quân chú ơi con mắc ói quá à. chắc chắc con con không làm rễ ba nổi đâu uống rượu kiểu này con chết sớm con con về bây giờ anh tuấn chờ em với ta kỳ ghê á bà ép ảnh uống tôi chết á bà mới chịu hả bà con phải chạy theo ảnh anh tuấn ơi để em chở anh anh nhậu mà lái xe nguy hiểm lắm Ê, trời con gái tôi nó chạy theo thằng đó bỏ tôi bơ dơ với mâm rượu như vậy sao Hôm sau, tại nhà cô Ba Vui, cán bộ tư pháp xã cũng là em gái của chú hai mừng. Chú hai bước thấp bước cao vào nhà em gái. Trời đất, anh hai, mới sáng sớm mà anh xỉnh rồi hả? Xỉn cái gì? Cái này gọi là dư hương của hôm qua. Thật anh vậy đó, uống bữa trước mà tới bữa sau mới sai. Bởi vậy không đứa nào giật được anh hết trơn. Mới hôm qua, con Kiều dẫn bạn về ra mắt anh hai chị hai em. Anh mới chơi có nửa chiều mà nó ngủ rồi bỏ chạy về làm mình anh uống tao nói uống hoài không hết rượu tới giờ còn mệt nè anh biết thằng bạn trai của con kiều là ai không là ai kệ nó anh đâu có gả con cho nó đâu mà em hỏi đàn ông á mà không uống rượu như kỳ vô phong thì không gả anh không gả nó theo không anh chịu ha chứ gì mà theo không thì trước mắt anh cũng thấy rồi đó hôm qua thằng tuấn nhậu nhà anh anh ép thằng nhỏ xỉn tới nỗi bị xe đụng luôn Bây giờ á nó nằm bệnh viện Con Kiều phải ở bệnh viện nuôi nó đó Anh chưa hay à Ủa có vụ đó nữa hả Anh xỉnh anh ngủ có biết gì đâu Anh biết nó là con ai không Nó là cháu chồng của em Con cưng của người ta Mà anh ép nuông rượu như uống thuốc độc đó. Anh ác vừa thôi Cho anh hay nha Anh mà không bỏ cái tật ép người này người kia uống rượu á Thì có ngày anh bị phạt đó Nè nè anh hai uống rượu ở nhà với thằng rể tương lai mà bị phạt là phạt làm sao? Tự nhiên nói phạt anh cái tội ép rượu hả? À? Em giỏi á thì phạt hết thiên hạ luôn đi. Ai nhậu á mà không mời không ép nhau, tôi kêu người đó là cha luôn á. Lễ nghĩa có từ xưa mà. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Ép rượu mà không uống á thì phiền lắm đa. Nhưng mà anh ép người ta uống rượu á là anh góp sức gây ra tai họa đó. Nhiều vụ án mạng xảy ra cũng vì người ta bị ép uống rượu, từ chối không được. Họ tức quá, họ giết người. Mà người chết là thân thích của mình. Bi kịch như vậy có phải do rượu, do ép nhậu mà ra không? Ai mà kỳ vậy? Không nhậu thì thôi, tự nhiên giết người, cho ở tù là vừa. Thì nhậu vô, nóng quá, đâu có kiềm chế mới có án mạng. Báo đang y xèo kìa. Ôi, kệ người ta. Ủa? Mà sao cô ba con nói con đi nuôi một tấn Con về lấy đồ cho ảnh Sao con không về nhà Con ghét ba Ba nhậu tối ngày sáng đêm Con buồn lắm nên không muốn về nhà Đã vậy Tại ba ép anh Tuấn nhậu Nên ảnh mới bị xe đụng á Đã người ta cấm không cho lấy xe Sau khi nhậu Vậy mà còn cố lái à Không bị phạt là hên lắm rồi đó nghe Tội nó rành rành á Mà con còn cự ba là làm sao <laughs> Đã nhậu mà đi xe máy gặp công an là bị phạt tới 1 triệu rồi nghe. Tự nhiên đang nhậu cái bỏ gì à? phải chỉ nó ngồi nhậu tiếp với bà, thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu, vậy mà còn đổ thừa cho ba nữa. Phạt một triệu đồng mà anh nói á, đó chỉ là mức phạt thấp nhất. Nếu nồng độ cồn ở mức 2 á, thì 4 tới 5 triệu đồng. Mức 3 thì bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng, mới là mức cao nhất đó. Ở đó mà hâm he phạt một triệu. <laughs> phạt bao nhiêu kệ nó còn cái vụ ép rượu á, mà bị phạt mới là ngộ à nghe. Ta nói ép dầu ép mỡ, ai nói ép duyên. Ép rượu mà không uống á, thì phiền lắm đa. Mệt anh hay quá, làm như hay lắm nói câu đó hoài. Cái vụ ép rượu quy định cụ thể trong nghị định 117 của chính phủ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 2020 sắp tới đây nè. Chứ không phải nói để hù dọa anh đâu à. Ủa có thiệt hả? Vậy Em nói rõ cho anh nghe coi. Đây nghe nè nghe. Theo quy định này á thì các hành vi như uống rượu, bia ngay trước trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc hay ép buộc người khác uống rượu bia cũng bị phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đó. Vậy là có phạt tiền vụ ép uống rượu thiệt rồi. Ngoài ra còn có mức phạt từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi như là uống rượu bia tại địa điểm không uống rượu bia Theo quy định của pháp luật Như là tại cơ sở y tế, cơ sở giáo dục Trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc Hay xúi dục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia Ba vừa ép người ta uống rượu Vừa lôi kéo người ta uống rượu Ba là bị phạt tới hai tội lần đó nghe Uống rượu mà không mời, không ép Sao vui con Bữa hôm qua nó không uống là ba uống có một mình Bây giờ muốn chết luôn nè chưa hết đâu anh hai. Nếu mà người đứng đầu cơ quan tổ chức không nhắc nhở yêu cầu chấm dứt hành vi uống bán rượu bia, để tình trạng uống rượu bia trong giữa giờ làm việc á, cũng bị phạt tiền mức 3 đến 5 triệu đồng đó anh hai nha. Anh hai đâu có đi làm việc đâu sợ vụ này. Ba uống rượu hoài. Má nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà ba có giảm bớt đâu. Má nói à, ba bay uống rượu như vậy, á, không chết vì bệnh, cũng chết vì tai nạn giao thông đó. Hở ra là ổng nói ý, uống rượu sai chồng đi bộ nên không sợ bị xe đụng. Nhưng mà ba ơi, ba đi hàng ba, hàng tư, đi giữa lộ. Có ngày á, xe cũng đâu có tha cho ba. Đó đó, con nói trù ba nói vậy đó. Uống rượu bia gây ra đủ thứ bệnh. Nguy hiểm nhất là ung thư, tim mạch, sơ gan, rối loạn tâm thần, xa xúc trí tuệ, dẫn tới bị mất trí đó anh hai. Người uống rượu bia có thể gặp tai nạn, để lại thương tật cho bản thân hay người khác, có khi nghiêm trọng tới nỗi mất mạng đó, chưa kể là bị ngộ độc rượu bia nữa. Rồi còn bạo hành vợ con vì rượu bia nữa đó. Ba không có vụ đó à nghe. Ba không có đánh, mà ba chửi mẹ mắng con, nhức đầu còn hơn bị đánh nữa đó ba. Mình có luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2020, rồi bây giờ có nghị định 117 nữa đó. Mục đích là để phòng tránh cũng như giảm thiểu các hậu quả về sức khỏe, xã hội và kinh tế do sử dụng rượu bia gây ra đó anh hai. Anh cũng do nhậu nhẹt bê tha mà bị đuổi việc. Anh không tởn sao anh hai? Chuyện cũ rồi nhắc hoài. Bây giờ ba lại sinh tật, lôi kéo rủ rê người này người kia uống rượu. Rồi còn ý mình là cha, ép bạn trai con uống rượu tới ói luôn. Bây giờ anh nằm bệnh viện rồi, cho ba vừa lòng á mới đầu không quen thì nó ối từ từ khi quen rồi nó hết ối thôi con ơi Ở mà sao bay nhắc tới vụ ối làm ba cũng mắc ối quá trời luôn nè chắc sáng giờ chưa có con giọt rượu nào nên cồn cạo trong dạ mắc ối à, à. sao máu quá trời vậy nè chết ba rồi chở chở ba đi bệnh viện liền kiều ơi kiều coi chừng á ba uống rượu quá trời bị lủng bao tử ung thư dạ dày đó ba ơi Trời ơi sao đau bụng quá, à, không không lẽ thiệt sao ta? Thôi, ba lên xe đi, con chở ba vô bệnh viện cho bác sĩ khám còn sao? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Rượu bất khả ép, ép thì bị phạt của tác giả Kim Mỹ đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh Vĩnh Long xin được khép lại. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt